Dạ, yeah. đến từ underground tôi phải trải qua bao nhiêu là sỉ nhục Luôn bị chà đạp bởi cái thứ gọi là thương phong mỹ tục Nhưng không ấy mà thế mà chúng ta phải chịu hà rap Chúng ta luôn hì hục luyện tập Để từng mong để đạt được kỷ luật Tụi mang hiếm hết Việt Nam ra nước ngoài cho mấy bọn nể phục Tinh thần chiến đấu như có sước hoa nhưng chưa bao giờ là dễ gục Đôi lúc những cái liếc mắt khinh thường Định kiến chói tao như là đóng rác Tao thôi thúc cần phải viết lách một cách tinh tường tịnh tiến nói ta là phải vẫn chảy sống khác hoàn toàn với miệng đời ta không cần kiện trời kiện đất ta luôn muốn mình kiện toàn với hiện thời ta đã cần danh một cái hành xuân để cống thiến liên quan tới rap việt dù tôi biết đó là hành quả gian chuông chua cay sống chiến miên man tới khắc nghiệt cho đến lúc ta lòng quen tới mùi vàng mã gian chân và xua tay thì tiếng âm vẫn vang xa tào sáng bừng gọi gió xua mây như là phong tiếng ta vẫn hiên ngang tới cách biệt Đến vào cuộc thi này thì tôi biết ai cũng như ai Dù chúng ta có là một tay mơ hoặc là một layer đích thôi Nhưng nếu mày có một trái tim sáng dạ Thì là trai hay gái Mày đã là một trai tích cực trong lòng của khán giả Damn